Bây giờ mình cứ về với ao ta đi, này là ao ta rồi đúng không? Vui buồn chia sẻ lẫn nhau. Rồi cái cuối cùng đời của mình á, mình đi về quê quê đâu? Bình Dương ở Ở Bình tại Dương thì tại kiếm cục đất nào có trồng mớ cây ăn trái đồ, rồi cái ra nuôi đàn gà đừng ăn thịt, nó nuôi cho vui thôi. Rồi cái đào cái ao rồi đúng không? Rồi cái về đó sốc là vui à. Để bỏ thay trên đất nhà thì mẹ. có nhà có đất sẵn cho con rồi mà con không biết Ở vô là gì của vua đại tử cháu này? cháu kêu bằng cô Cháu với ông cô ruột hả? à, cô ruột đó Ôi trời. dạ Bây giờ giờ ông bà nó cũng đem gia đình đúng là vô giống đây giống có đó chuyện nghe. mà dạ Nhưng ông mà anh con sướng hơn cổ sướng hơn được gì, có gì sướng hơn thấy ăn vàng hơn cổ chưa đây biết nó không nha. Ngựa ngựa hay ngựa chạy đường dài, ngày mai anh chồng bỏ một cái là em mặt mày tái mét tới đây đó. Chuyện đời không ai biết trước ngày mai nha. À, chuyện đời chưa ai biết đây là Phật mình tới đâu mà ngày nào mình lúc đó thôi, ngày mai anh chồng á vừa vô là chút nào chút đừng nói tới ngày mai chút về chịch à, em nhớ anh quá, mà không phải là từ cái điện thoại mà nhắn tin cái là có phải là xanh mặt không à, nguy hiểm quá đâu biết được. Tối nay gặp anh ở cái nơi này chụp cái điện thoại ổng về đi lén lén coi đi. Trong mắt của kìa cái thế gian này rất là vô thường, cả cái vũ trụ này vô thường. Mà năm mươi mấy năm sống ở đây cũng là mấy gì nói, ngày để bữa giờ có nửa con gió thoảng à, rời khỏi thiên đình có 3 ngày là 1.800 kiếp, thì những cái này là cái thá gì với kìa, những cái thể chế đâu là cái gì đâu, thời đời vua này qua đời vua nọ đâu có lại gì đâu, mới có Tần Thủy Hoàng cái hôm nay ngồi ở đây là mấy nghìn năm rồi đúng không? Bữa họ là thằng Cơ Xương là cách đây nhiêu năm, thời Cơ Xương Chủ Dương là nhiêu năm ta, là năm nào, 4.000 năm không đâu nhầm nhò gì, huống chi làm vua nhà Nguyễn nhiều đời nữa. Một con người của mình cái thần hồn đó, nó mới là vĩnh cửu, đi từ đời này sang đời khác. Những cái vai nào đó mà đóng tốt cho nhân loại đó, trong mắt của Thượng Đế Trung Quốc hay là Nga đều là con của ngài hết nha. Cha sanh ra cái khuôn mặt khác, tóc khác, tiếng nói khác để mà dễ dạy dỗ, chứ tất cả chúng ta mà nói tiếng Tàu hết trên thế giới này đi thì làm sao mà chịu tu, nó chống là Thượng Đế nghe nó chống hết sao. Cho nên ở trên cái này mà cái câu hỏi đó trước hỏi rồi, cho nên mới phân biệt ra Africa mày thú mới lên ở đó, ok, rồi tới thú bự hơn là giống như chó hay là voi, ok, mày đóng vai thành Mỹ Đen nó bự con đúng không, bự con mà không có cái này đúng không. Rồi cái lên tới Mỹ, Mỹ nó bệnh hoài là nó trên tiên xuống, nó có phước nó dạo đánh góp, nhưng mà ở bệnh ung thư tùm lum đã đóng thuốc mỗi ngày tụi nó uống. Rồi mình Việt Nam phải không, có kinh Phật, có Phật hạ phàm vô nước Việt là mình có đại phước là mình sửa về trời, còn những quốc gia khác không có nhiều phước như mình. Và đồng thời nước Việt phải trân trọng và phải thương kịp thương đức thầy, hai vị từ trên cao có cuộc sống rất là vui vẻ trên trời mà tại sao phải mang thân này mà làm người Việt, mà lại người Việt bị người Việt chửi xỉa xấu tối ngày. Suy nghĩ đi, tại sao nước Mỹ nó không có đức thầy không đầu thai người, sao chị không đầu thai làm người Mỹ đi, tại sao phải lọt vô nước Việt hôm nay phải ngồi đây ngồi nói chuyện là gì? Ở trong kinh nói là Phật ở bên Tàu hôm nay Phật dồn về Nam. Mỗi một cái thời gian, mỗi cái giai đoạn á, cái long mạch á nó xoay chuyển, trong lòng đất nó cũng xoay chuyển.
thời ngày xưa từ ở bên kim tự tháp A Cập, rồi nó qua bên Atlantic, rồi nó qua Ấn Độ, Ấn Độ qua Tàu bây giờ vô nước Việt. Thì mỗi bao nhiêu nghìn năm đó, mỗi một cái lục châu, một cái địa thế đó, nó thay đổi. Tại sao mấy vị nói là nước Việt có đền vàng điện ngọc, rồi có mỏ vàng mỏ ngọc? Là vì mấy gần mấy năm nay nè, trái đất nó cứ thay đổi khí hậu, nó xáo trộn. Thì trong lòng trái đất nó lỏng, lửa không à. Bao nhiêu kim cương vàng bạc nằm trong lòng trái đất. Khi nó trái đất nó chảy, nhưng mà nước trong lòng trái đất là vàng bạc đúng không? Thì biết đâu bây giờ nó chảy về tới núi Cấm nó ngừng đó làm sao? Là biết nhiêu vàng, hiểu không? Bao nhiêu núi vàng đó, who know? Nhưng mà kinh thánh nói là có, Phật không có gạt chúng sanh, thì cũng chẳng gạt quý vị. Những cái lời nói tới ngày hôm nay 4 năm đều là thật. Theo thầy thì nói một chút về politics thì cái nước Trung Quốc á, thì sẽ cũng thấy cái nền kinh tế của nó như thế nào trong tương lai. Tại vì theo nhiều người nói thì có thể là trong tương lai nó sẽ hơn cả nước Mỹ và nó sẽ đứng đầu cả thế giới. Thì mình có nên đầu tư vô cái những nước Trung Quốc, những cái công ty của nó hay không? Thằng này nó nghe đài tin tức Việt Nam mình nhiều. Không, cái này là đài Mỹ này, không phải là nước Việt Nam. Thì bây giờ con đang thấy gì mấy ngày đang xảy ra, Trung Quốc bị cấm vận. Thì cấm vận là tại vì Mỹ nó cấm vận. Nhưng mà Trung Quốc không có thể chế ra được con chip. Nó có thể chế nguyên cái điện thoại nhưng mà thiếu con chip nó không làm được. Cho nên hiện bây giờ là biết bao nhiêu công ty rời khỏi Trung Quốc. Tại vì những cái công ty đó nó thành lập ở Trung Quốc. Nó tạo ra những cái app, những cái software. Nó chỉ làm, con không có hiểu về ngành chip. Bây giờ con thấy cái điện thoại á, nó chỉ còn nó làm hết, nó có 100 món hàng để mà ghép thành điện thoại. Nhưng mà cái món quan trọng nhất thằng Trung Quốc làm được đó là con chip. Cho nên nó phải tấn công đánh Đài Loan là TSMC, là Taiwan Micron Semiconductor. Nếu mà nó chiếm được Đài Loan thì cả thế giới này bị mất thu nhập 2.500 tỷ hàng năm. Là cho nên tại sao Mỹ nó cấm vận con chip vô Trung Quốc thì tất cả những bao nhiêu công ty mà làm 99 món kia đó đều bankruptcy hết. Nó còn hơn là vũ khí nuclear nữa đó. Nó có con đó nó làm mấy cái drone, làm xe tăng, làm máy bay. Bây giờ không có con đó nó không làm được gì hết. Thì những công ty kia đâu có handle lâu được. Một quốc gia hay một công ty hay một gia đình thôi, cái hũ gạo á nó còn có nửa lon à, làm sao nuôi nổi 1 tỷ mấy người? Chết chắc. Chia 5 sẽ 7. Vậy mà sao mọi người không nghe ai nói á? Bây giờ sư phụ có cái đài nè, con lên con nghe cái đài sư phụ đi. Đài sư phụ nói là chính xác. Okay, thì Trung Quốc chia 5 sẽ 7 là những cái tỷ gọi là triệu phú hả? Triệu phú nhiều nhất trong cái năm vừa rồi. Ai? Cả thế giới, nước Trung Quốc á. Là tự vì nó ăn giật với ăn trận với ăn cặp tay thi. Nhưng mà hôm nay nó đâu còn nữa, hôm nay nó nghe tin tức hồi đời cũ mà. Người ta thay đổi mỗi ngày. Thằng này nó ổng như là người tiền cổ. Thằng này chưa có rành về chuyện hiện tại. Không còn cái thời nữa, ngày Chen á là Thành Long á. Trước khi thời Covid, nó có cái bộ phim nó tự làm phim luôn, nó làm Trung Quốc là giống y như kiểu ông đại tử này nói. Rồi đến trước khi chị nói người Trung Quốc sau này sẽ chiếm hết thế giới, Huawei hết thế giới, rồi đường tơ lụa hết thế giới, làm đủ trò hết. Nhưng mà cuối cùng hôm nay mấy Huawei cũng tiêu, đường tơ lụa cũng mất, còn Jackie Chan giờ cũng biết. Nó nói là người Trung Quốc đi đâu á, hỉ mũi cái là ai cũng sợ á. Đúng, mày đương Covid khắp thế giới. Cái đó là cái chuyện trước khi cơ trời xảy ra. Cho nên giờ mấy vị nói là Trung Quốc á, là nó tính khôn vậy lắm, nó tính đúng hết, nhưng mà trời không cho. Cho nên cuối cùng chặt lắm. Đó là cãi với trời. Cho nên những gì con nêu lên là đúng, nhưng mà ở trên ông trời có mắt. Cha sẽ không có để cho những người xấu tiếp tục hoàn thành cái quả địa cầu này.
thì từ đó nó mới có nhiều cái sự vụ. Ông Trump đâu phải là ông muốn làm tổng thống, ổng đâu, ổng là tướng trời mà, ổng là tỷ phú đâu, ổng lên tổng thống đâu có xin tiền ai đâu. Ổng là người tổng thống duy nhất không có xin tiền vận động nghe quỷ nha. Thề với ông Mike Pompeo thì mới lật tẩy ra hết, nếu không có quả địa cầu này sẽ nhuộm màu đỏ và co đưa vào con người vào thời đời đồng đời đồ đá. Thượng đế không có để cho làm chuyện đó, cho nên người tính không bằng trời tính. Toàn nên coi tin tức hôm nay đi, mấy đó là chuyện 3-4 năm về trước. Hôm nay thế cờ thay đổi xa, có ai ngờ giống như kiểu nghe vừa đưa quân vô Ukraine tới hôm nay thân bại danh liệt. Bây giờ cả quốc gia cũng đang khổ, thì Trung Cộng cũng như thế thôi. Nhưng hôm nay con là người Việt, không biết con là người Việt ở bên Việt Nam còn nhiều, thì người mà thân Trung Cộng rất là tất cả ở bển đó, những mà cao cấp đều là làm việc cho bên Trung Cộng hết. Cho nên họ muốn nói gì họ nói, cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Ngày mai họ chết thì chỉ biết ngày mai chết, còn hôm nay miệng hùm mồ nói dữ mạnh như thần thì cũng vẫn nói. Kiểu người nó vậy đó, bữa nào nó dốc được thì cứ nói dốc bữa đó. Ngày qua ngày nhưng mà dân khổ vẫn khổ, không bao giờ có chuyện Trung Quốc thành cường quốc nữa không. Trung Quốc chia 5-7, hôm nay những cái người mà đi nghịch thiên á mà vẫn còn bán nước cho Trung Cộng, mà vẫn còn không có hiểu về cơ vận đi hàng nghìn năm. Từ thời ông Dặn Trình ông đã nói rồi, thời xưa ông làm gì, ông biết Biển Đông mình bị Trung Cộng ăn, mà ông nói là Biển Đông dạng dặn giang tay giữ, mà giang tay có nghĩa là người hải ngoại và người quốc nội cùng chung tay nhau để giữ. Thì người Bắc rành về ông Dặn Trình thì chú cũng nói về ông Dặn Trình. Còn những sống cho miền Nam á, thì nói quá trời. Rồi ngày xưa đâu có ai hiểu là khắp hải ngoại này sẽ đi về nước Việt. Bao nhiêu sống cơ cũng đều nói nè, chim hiền về tổ. Anh này nó không có rành Trung Cộng để đọc bài thơ này nó nghe. Bài thơ này là Phật viết nha con. Ok rồi. Cái này của Thánh Mẫu Liễu Hạnh là người ngoài Bắc. Cái bài này viết năm 1938 tại đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Tháng 3 vào tiết thanh minh, cõi âm giáp mở phong linh ba màn. Cái này năm 1938 nha, bữa nay là mình 2023, là gần trăm năm phải không? Lỡ bài này gần trăm năm rồi nè. Khuynh thiên đột giáp tràng phan, đông vô hải hội trời ban phong thần. Bắc hàng lục quốc tranh phân, kiêu binh sĩ bài nam phần định phong. Sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi. Lưỡi bò cắt ngắn tư duy. Quý vị có bao giờ tưởng tượng cách đây hàng trăm năm mà mấy vị thần thánh đã biết là hôm nay có cái danh từ lưỡi bò không? Suy nghĩ đi, đúng không? Lưỡi bò cắt ngắn tư duy, đảo chìm tàu lặng không gì thở đang thở than. Bắc phương không thể dễ dàng, tàu sợ lại đánh tràn an ai nhà. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, tức là sau này Việt Nam lấy lại Hoàng Sa. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây đập sập Bắc Hà đế kinh. Cho nên khi Trung Cộng nó tấn công Đài Loan, nó không phải chỉ riêng Đài Loan, mà nó bấm được hai quả tỉ, một cái gì hướng đó, một cái gì hướng Việt Nam, nó còn có biết không? Đài Loan lúc nào nó đánh cũng được, tại vì nó có cớ để nó đánh. Nhưng mà nước Việt mình nó muốn thôn tính, sẵn đây tao làm thịt thằng này trước tao thèm 5.000 năm rồi. Cái thịt này thịt béo nhất tao đánh trước. Nên nhớ nha con, tuổi của con cần phải nhớ cái này. Thiệt mà, con thằng Đài Loan lúc nào nó đánh được, nó đánh bây giờ không được, 10 năm sau đánh, 50 năm sau đánh. Nhưng mà Việt Nam mà nó phải lợi dụng cơ hội này.
Bởi thua biển đảo hoàng gia dẫn lây đập sập Bắc Hà đế kinh. Nam phần nam lại đổi mình không theo sự sắp vong linh anh người. Nước Nam từ đó thay trời mở ra thế ém của thời xa tiên, của thời xưa tiên. Thương cho ấn miếng đảo điên, hành binh phá mã giáp biên trợ thùy. Thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi. Trung Đông thành trống nó lôi nhà Tàu, ngã ba tam giác nước cao. Cao ly không? Không còn biên giới ngã nhào tứ phương, mưu đồ bá đạo bá dương. Tan băng động đất Tân Cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim. Con biết bản đồ của nước Tàu bây giờ là hình y như con gà lôi. Tại vì bây giờ nó lấy Mông Cổ, nó lấy Tây Tạng nó ra hình gà lôi. Mạng trăm năm trước làm gì có. Mấy vị làm sao biết được là hôm nay cái bản đồ của nước Trung Cộng lại là hình gà lôi? Suy nghĩ đi, đúng không? Hình gà lôi nó đau tim, mất đầu mất đích lại chìm Đông Kinh. Nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba. Tức là Trung Cộng chia 5 xa 7, chỉ còn 4 tỉnh thai gà, mất tên trên cõi Ta Bà hư danh. Nghĩa là hôm nay nó mạnh lắm, nhưng mà sau khi trận chiến ở Biển Đông rồi là mất tên trên cõi Ta Bà hư danh mà. Bá đạo tranh bá không thành, cũng làm cường quốc không được. Hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ, Nhật Hàn no dạ hả hơi. Tức là nước Nhật với Nam Hàn á là hợp tác với Mỹ, là thắng trận là no dạ hả hơi. Mỹ thâu lợi phẩm no nơi phong thần, tức là ở thời mình gọi là phong thần hai. Phong thần một là thời Trụ Vương Đắc Kỷ, Cơ Xương, nhà Châu á, nhà Châu. Mỹ thâu lợi phẩm no nơi phong thần, kỳ nhì tái diễn phong dân. Khác xa binh lực phong thần đã qua, gọi là thế chiến màn ba. Gọi 18 nước nó qua thời kỳ, thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ, bị trời bao dây. Không biết khỉ là ai không? Không, họ hơn mày. Không biết khỉ là ai không? Hả? Cái gì? Khỉ trong trường Trường Sơn ra là khỉ. Thì tất cả sấm cơ là để nói là tất cả những người khẽn là khỉ. Các loài theo khỉ bị trời bao dây, hàng binh giải giáp đông tây. Đến cơ biển sạch đổi thay địa hình, nhìn bầu sao rụng lung linh. Quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời, sao hôm chạy bỏ sao mai. Nội thì qua ngoài chả ai chủ thuyền. Tức là quốc nội á, chạy ra quốc ngoại, người phải trốn đi ra hải ngoại, đúng không? Nội thì qua ngoại. Đất chìm bắc đổ Thái Nguyên, đà trời chia khúc ruột truyền núi sông. Động đất mất nửa hình rồng, tân đời nước đổi tấn không hình rùa. Tức là sau này nước Việt á, khi biến đi biến địa, nó sẽ mở rộng lãnh thổ ra Biển Đông. Biển tức là đất á. Đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai. Nước Nam hội ngộ thiên tài, tức là nước Việt Nam á, thiên tài. Ngày xưa chư Phật cho mình đi vượt biên, bao nhiêu được biên từ 75 di tản HO, ODB rồi tới hôm nay du học sinh. Tới ngày hôm nay mình vẫn đi vượt biên, những đứa đi du học sinh hay những đứa đi qua Nam Hàn lao động với hình thức này thức nọ cũng là một cái dạng vượt biên. Tức là sau 75 tới ngày hôm nay mình vẫn còn là vượt biên. Là sao? Là vì người ta không có muốn ở nước Việt. Nước Việt không có ngon việc làm, nước Việt quá khổ. Ngày xưa sau 75 cũng là về khổ, người ta mới bỏ nước đi. Tới ngày hôm nay năm 2023 cũng quá khổ, cho nên mới tìm đủ mọi cách để đi. Đi qua diện này, diện kia. Rồi có những đứa con gái rất là đẹp, hiền,
phải chịu lấy những ông chồng già ba đời vợ, mấy cà chớn ở Mỹ nè, có gọi là ăn gái ở Mỹ mà không thèm ngó đó, có phải là bất công không? Mình phải tội nghiệp, bị nhiều lắm, đám đệ tử mình có nè đó. Đấy được không? Đổi mùa trời chuyển đoạn, tân đời nước đổi tấm bóng hình rùa, đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai, nước Nam hội ngộ thiên tài, chân nhân thành đạo đất đai nhà rùa. Có nghĩa là nước Việt Nam có một người chân nhân là cõi trời đi xuống. Thì câu này cái gì nói là chân nhân thành đạo, tức là biết đạo đức và cai trị nước Việt. Chân nhân thành đạo đất đai nhà rùa, tức là cai trị nước Việt. Sau này nước Việt là có một người vừa biết tu vừa biết về chính trị, thì cái đất Việt nó mới trở lại thành một cái nước gọi là đoàn kết và không có chia rẽ như ngày hôm nay nữa. Hôm nay là nát như là cái nồi cháo heo rồi. Phong Thánh Di Lạc làm vua, cứ nghe người đó là ở thời của Di Lạc. Di Lạc là một cái tên của một vị Phật, nhưng mà ngài truyền thừa xuống cho đệ tử của ngài ở một cái thời Di Lạc. Người đó sẽ là vua nước Việt. Nếu mà đưa bí thư hay đưa tổng thống đệ tam thì vẫn là còn cái sự dị biệt kỳ thị Bắc và Nam chia cắt giữa ba tiếng nói khác nhau, hải ngoại quốc nội. Cho nên chỉ có vua nước Việt mới thống nhất được một cái khối gọi là đậu hũ này. Trăm quan hữu trách tiên cơ nước trời, Phong Thánh Di Lạc làm vua, trăm quan hữu trách tiên cơ nước trời, khoa thi chọn tiến sĩ ngôi. Nghĩa là hội Long Hoa đó, tức là khi hội Long Hoa là tất cả 6 triệu người trên hải ngoại ai có tài gì đi về Việt Nam, tôi ứng cử giống như Tài Đức Chí hay là anh Hoàng Thái Dân này, mấy người Nam Cali, tôi làm chức này. Thì là cái câu này là hội Long Hoa đó, khoa thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân trị con trời khai thiên. Tức là nước Việt sẽ có con của ông trời khai thiên, mở đời nhân trị con trời khai thiên. Cả kiêu học sĩ nam tài ra thi để giúp tương lai Sơn Hà. Thánh Mẫu Liễu Hạnh năm 1938 tại đền Nam Hà, Hà Nội. Cái bài này sắp cơ đã có hàng trăm năm. Những cái danh từ này á, thời đó làm gì có. Cho nên con thấy rồi đó, cái con gà lôi này á, nó phải là thành gà của Thanksgiving đó. Đúng không? Chứ đừng nói nó mạnh không nhá không? Lễ tạ ơn. Gà lôi này lễ tạ ấy là Phật hôm nay đủ chưa? Ai là muốn nữa? Thất cười hoài ta. Nghe pháp mà không nghiêm chỉnh gì chứ. Gặp mấy thầy ở chùa là mấy thầy giận rồi đó. Chúng ta là bạn nha.